Ông Trump, FBI đánh cắp 3 hộ chiếu của tôi. Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, các sĩ quan của Cục Điều tra Liên bang FBI đã đánh cắp 3 hộ chiếu của ông trong quá trình đột kích dinh thự riêng của ông là resort Mar-a-Lago ở bang Florida tuần trước. Ông Trump chia sẻ thông tin này vào ngày 15 tháng 8 trên tài khoản mạng xã hội Truth Social do mình sáng lập. Theo cựu Tổng thống Mỹ, đây là cuộc tấn công vào một đối thủ chính trị ở mức độ chưa từng thấy ở đất nước chúng ta. Không rõ vì sao FBI lại thu hộ chiếu của cựu Tổng thống. Về số lượng 3 hộ chiếu, ngoài hộ chiếu đã hết hạn, có thể ông Trump có một hộ chiếu phổ thông và một hộ chiếu đặc biệt khác với tư cách là cựu Tổng thống Mỹ. Tuần qua, ông Trump đã đòi Bộ Tư pháp công bố trát tòa cũng như biên bản tịch thu các hồ sơ. Ngày 15 tháng 8, Bộ Tư pháp đã yêu cầu tòa niêm phong đơn đề nghị khám khu resort Mar-a-Lago vì cho rằng việc công bố nội dung trong giai đoạn này sẽ ảnh hưởng đến cuộc điều tra các tài liệu mật.